Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Tình hình là cái căn cứ của mình á, nó cũng khá là nhiều giáp rồi. Hôm nay thì từ giáp rồng nè, rồi những bộ giáp khởi đầu, cũng như là những bộ giáp mình mới mở trong thời gian gần đây, nó đã choáng khá là nhiều diện tích ha. Mà nhà mình thì để giáp như vậy thì nó cũng không có được thuận mắt cho lắm. Thế nên mình sẽ dành một cái nơi đặc biệt nha. À mà khoan, để mình lấy nguyên vật liệu đó, để mình trang trí lại. Đầu tiên là mình sẽ lấy hết số khối kim cương mà mình có nè. À, để mình chế tạo thêm đi. Cái gì chứ, kim cương tầm này mình không có thiếu ha. Rồi, chủ yếu là mình trang trí lại thôi. Và khu vực mình làm chỗ để giáp chính là căn nhà này. Mình thấy căn nhà này là cái view ổn nhất rồi, có thể nhìn thẳng qua cái nhà của mình luôn á. Nên mình sẽ quyết định chọn khu vực này làm khu vực để mình có thể trưng bày giáp á. Giờ thì chắc mình sẽ tạm thời, mình sẽ thay đổi diện mạo cho nó một xíu. Mình sẽ gắn kim cương vào những cái trụ như vậy ha. Đi ra chỗ khác. Ồ ma ai vậy? Đi chỗ khác nha. Giờ thì mình sẽ tay hết chỗ đây ha. Như vậy thì cái căn nhà nó sẽ rất là nổi bật cho xem. Mình không biết là có nên thay hẳn bằng khối vàng nữa không ta? Kiểu vàng bạc châu báu các thứ là mình dồn mình xây cái căn nhà này. Ồ. Bây giờ mình nghĩ mình thêm một cái lớp vàng ở dưới là nhìn sẽ rất là đẹp này. Bước đầu tiên là lắp kim cương vào nè. Ê, đi ra. Thấy kim cương cái tùm tướp. Đó, mình sẽ lắp kim cương vào những chỗ cần lắp giống như vậy ha. Sau đó chắc mình sẽ thay thế hết phần đá ở dưới thành vàng luôn á. Kế hoạch của mình là như vậy ha. Nhưng mà không được rồi, chắc mình phải đi ngủ thôi. Đang say mà mấy con ma nó hù như vậy hoài thì cũng hơi phiền á. Sẵn tiện một xíu thì mình sẽ lấy cây đuốc to chà ba lửa qua bển luôn ha. Lần trước mình còn nhớ mình còn dư cây đuốc Ủa mình nhớ mình còn... À đây. Bảo sao mình nhớ mình còn dư một cây mà. Rồi, mình lấy cây đuốc to chà ba lửa này mình để ở trên đỉnh của cái chỗ mình để giáp á. Đây, mình cắm ngay trên đây nè. Nó, mấy con zombie xuất hiện hộ giùm cái. Nghỉ xuất hiện nha mấy cưng. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại công việc, đó chính là sửa lại cái căn nhà này ha. A few moments later. Để mình xem nào. Mình có vẻ là cũng đủ kim cương để xây nguyên căn nhà kim cương ấy nhờ. Có nên thay đổi ngược lại không? Mình sẽ để phần vàng ở phía trên và phần kim cương ở dưới nhìn cho nó sang trọng hơn nhờ. Thiết nghĩ ở trên này thì mình nên gắn một ít cái ngọc lục bảo nha. Khối ngọc lục bảo thì nó giống như là viên đá quý mình gắn ở trên cái vương miện vậy á. Chắc sẽ làm cho cái chỗ đó đẹp hơn đây. Rồi. Sao nó nhìn nó chất quốc vậy? Sao càng xây thế nó càng chất quốc vậy ta? Cũng là nhà bằng kim cương đó nhưng mà nhìn nó lạ lắm. Mặc kệ lạ, mình vẫn làm nhà bằng kim cương ha. Nhiều kim cương thì để làm gì? Xây luôn. Nhưng mà nó lạ thiệt. Phải công nhận là nó lạ thiệt. Lạ gì mới nổi bật giữa cả đống ngôi nhà trong làng chứ. Tự nhiên đâu trong làng toàn là máy gỗ các thứ. Đùng. Nhà bằng kim cương. Nhưng mà cũng được mà, nhìn nó cũng khá là đặc biệt ấy. Mình cũng khá là tâm đắc với ngôi nhà này nha. Lúc đầu là mình định thay thế phần mái này bằng vàng luôn cơ. Nhưng mà mình nghĩ mình vẫn nên giữ lại một chút gì đó hoài niệm cho ngôi nhà ha. Nên mình sẽ chừa lại cái phần mái cũ của nó. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị cho công đoạn đưa những cái bộ giáp vào trong thôi ha. Rồi, vậy là cái nhà trưng bày giáp của mình đã có thể đưa vào sử dụng rồi ha. Trong tương lai nếu như mà mình còn mở ra được nhiều cái set đồ mới á, thì mình sẽ chuẩn bị cái tầng 2. Cái này vẫn đủ không gian để mình làm cái tầng 2 nè. Con ma đi ra. Người ta đang review áo giáp mà, con ma này. Tầng 2 thì mình sẽ làm một cái cầu thang hoặc là cái thang máy gì đó để mình đi lên cho nó tiện ha. Dự định của mình là như vậy. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành xong cái kế hoạch là làm một cái nơi để chúng ta trưng bày giáp rồi. Trước mắt là mình sẽ chế tạo thêm đá kho báu để chúng ta tiếp tục cái chặng đường của mình. Mục tiêu của mình trong ngày hôm nay là mình sẽ gán cày lên cấp 75 để mình có thể nâng cái
cái may mắn của mình lên cấp độ 2 á, hy vọng lúc đó sẽ loot được thật là nhiều đồ tốt hơn. Chứ bây giờ mình chỉ mới có may mắn cấp độ 1 à, nên nhiều khi mở nó còn hơi xui á. Quên mất, hồi nãy mình còn treo thiếu một set đồ mà mình rất là tâm đắc luôn. Đó chính là set đồ chiến binh ngựa nha. Đây, sao mà có thể thiếu được cái set đồ này. Set đồ chiến binh ngựa mình sẽ đặt ở góc nào đặc biệt tí ta? Góc này đi. Bộ đồ đặc biệt phải đặt ở một nơi đặc biệt chứ. Đó. Chiến liền, mở cửa vào là thấy được set đồ chiến binh ngựa ha. Rồi, giờ thì mình sẽ cho nốt cái công thức chế tạo viên pha lê kho báu của mình cái đã. Bữa nay thì mình sẽ đi lúc sáng sớm hả ta? Ôi, đi lúc sáng sớm thì không thuận lợi tí nào. Bởi vì nếu mà mình muốn chiến đấu cùng với rồng thì ít ra mình phải đi buổi tối cơ, thì rồng mình mới chịu chiến đấu. Chứ mình đi buổi sáng giống như vậy là kêu rồng ra là rồng chỉ có ngủ nướng thôi chứ không có chiến đấu đâu. Có rồng sấm sét khổ gì đó, phải canh giờ để đi khám phá mới được. Thôi thì bữa nay mình sẽ khám phá mà không cần tới sự giúp đỡ của rồng luôn á, bằng chính thực lực của mình luôn, không có phụ thuộc vào rồng nữa. Còn ví dụ khó quá thì cũng kêu rồng thôi. Rồi, giờ thì lên đường thôi nào. Có may mắn hay không đây? Ồ, cánh cổng đằng này có vẻ là hên nè. Cho mình thêm rương. Quá là tốt luôn ấy chứ. Đây rồi, căn phòng có nhiều rương đây rồi. Vô phòng này là loot chỉ có đẩy ba lô thôi. Nhưng mà có điều hơi cực nha, là cũng rất là nhiều quái nữa. Phải cẩn thận khi mà loot căn phòng này mới được. Đó. Đó là nơi tụ tập của những con zombie đấy. Nãy giờ thì mình farm cũng được khá là nhiều thịt zombie rồi nè. Nhưng mà chưa có cái găng nhện nào hết. Một tí phải đi tìm nhện rồi. Đã vậy trong đây nó còn có cái gương bí ẩn gì nữa nè. Che giấu hả? Tin nhá. Gần như á, từ nãy tới giờ mình loot là chưa có bất kỳ một cái rương 7 nào luôn nhờ. Bữa nay nhân phẩm mình cao thiệt sự ấy chứ. Loot đúng nhiều rương luôn. Một xíu hy vọng là với cái rương thử thách thì nó cũng sẽ cho mình nhiều đồ tốt nha. Mình có thể chế tạo cái light scroll á. Vậy là chiến này eternal của mình đỡ rồi. Một xíu về mình sẽ làm thật là nhiều light scroll mới được. Ra là vậy ha. Vậy mà mình quên ta. Làm hổng rầy. Không có người đi theo hút đam cho mình. Tới công chuyện eternal với mình. Gì đâu vậy nhóc nhỏ? Lù lù nguy hiểm vậy. Mình tới căn phòng có rất là nhiều quặng rồi nè. Mình sẽ nghĩa coi có quặng nào đào được thì mình sẽ tranh thủ mình đào về ha. Tại lâu lâu mình mới hên như vậy á. Bữa nay kiểu đi loot kho báu rất là nhàn luôn nhá. Quái giờ ít nè, mà còn ít rương 7 nữa. Đã thiệt sự. Nhưng mà không được. Nhiều quá lên đi, nhất là nhện. Mình chưa có cái răng nhện nữa hết. Một xíu phải đi tìm nhện, mệt mỏi nữa nè. Cuối cùng thì chúng ta cũng có được cái răng nhện đầu tiên rồi. Điện cú mèo thiệt chứ. Cái răng nhện hơi bị khó tìm luôn. Một cái áo giáp. Thêm một cái áo giáp nữa. Tổng cộng trong cái căn phòng này có tới tận 2 cái áo giáp luôn. Có vẻ là cái dòng may mắn của mình nó bắt đầu phát huy công dụng rồi đó. Công việc còn lại chắc là mình sẽ đi trở lại cái căn phòng cất đồ thôi, vì mình cũng đã đủ số lượng răng nhện rồi. Đây, cất hết vô. Là chúng ta đã hoàn thành xong cái thử thách rồi. Tính ra chiếc này mình làm thử thách đúng hơn luôn á. Vừa ít quái mà còn được đồ tốt nữa. Công việc đầu tiên của mình sau khi về nhà chiến này là mình sẽ làm những cái light scroll ha. Hồi nãy mình thấy công thức rồi. Đây. Từ giờ là mình có thể hồi. Nhưng mà hình như mình còn thiếu giấy thì phải. Đúng luôn. Đúng rồi, bây giờ mình thiếu giấy. Không thiếu được. Mình có nhiều mía mà. Ui giời, đại gia mía. Đây. Chịu khó trồng lại xíu đi ha. Hãy còn con mía thu hoạch dài nữa chứ. Để còn hồi sinh và bắt nạt Eternal của mình nữa. Cái tội lần trước là mình vẫn chưa có tha đâu. Rồi 30 mía là chắc mình cũng làm được bộn giấy rồi nè. Rồi làm thôi. Làm được 30 miếng giấy. Và 30 miếng giấy thì mình sẽ làm được tới tận là
chia 2 ra là mình làm được 15 cái live scroll rồi. Quá đã luôn. Làm nhiều nhiều lên. 15 cái, 16 cái luôn. Tới số Eternal rồi. Hồi sinh cái đi bạn ơi. Tỉnh đi, tỉnh đi em cháu ơi. Tỉnh đi đúng không? Ơ, bây giờ ăn burger được chứ nhờ? Không ăn được. Có vẻ là mình phải nâng cái kỹ năng Summon Eternal của mình lên vài cấp nữa thì mới có thể cho ăn thêm burger đấy. Mà thôi, mình sẽ để dành, để dành điểm kỹ năng của mình để mai mốt mình nâng mấy cái skill mạnh hơn á. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc mở rương boss thôi. Và cái căn phòng này chính thức nó đã full một cái hàng rương rồi nè. Quá là đẹp luôn á. Và rương boss lần này sẽ cho mình một cái nón. Ê, chưa, để mình cất đồ bớt cái đã. Đồ mình hơi bừa, mình cất bớt. Và sau đó chúng ta sẽ mở nha. Một cái nón nè. Hai cái nón luôn. À không, ba lần. Rồi thêm hai cái kiếm và một cái áo. Chiến này có vẻ bội thu. Và thêm hai cái rương nữa. Bắt đầu cái dòng may mắn khi mà loot rương của mình nó phát huy công dụng rồi nè. Phải như vậy chứ. Đã thiệt sự. Trong lúc may mắn thì chắc mình sẽ tranh thủ mình mở mấy món đồ này luôn đi. Biết đâu nó lại ra luôn cả đồ tốt thì sao. Đang hên mà. Mở cái nón trước đi. Cho mình cái nón. Nón sư tử hả? Đúng không? Đúng rồi. Đây là một cái nón sư tử. Và nhắc tới sư tử thì mình lại nhớ tới một cái set giáp mà mình từng sở hữu mới đây thôi. Nó cũng có liên quan tới sư tử. Đây. Wow, có vẻ đây là chung set đồ nè. Chuẩn luôn rồi. Chỉ là chúng ta đã có được 2 trên tổng số 4 trong set đồ sư tử rồi á. Gán để dành mới được, để chúng ta có full một set đồ này vào mặt á. Hay là mình mặc cái set đồ này luôn nha. Hợp lý. Mình sẽ lấy set đồ này mình mặc luôn. Cho nó watch slot ha. Úi giời. Lọc sư tử đây. Ui sợ quá, sợ quá. Nhìn nó khá là tẹp màu với cái cánh luôn. Cực kỳ đẹp ha. Nhức nát, lọc lion. Yeah, lọc lion man. Mở nón hơn rồi, bây giờ mình mở áo hy vọng là nó cũng sẽ hơn giống như vậy nha. Ra cái áo gì lạ vậy? Hình như cái áo này nó có găng tay luôn. Mặc vô thử coi. Wow. Áo. À không, cái này nó giống như là một cái khăn quàng cổ nè. Rồi thêm cái đôi bao tay vậy á. Nhìn cũng khá là bắt mắt ha. Cũng rất là lạ nữa. Nhưng mà không lạ bằng set đồ sư tử của mình. Rồi, giờ thì mình sẽ tranh thủ mình mở thêm mấy món đồ còn lại đi. Tính ra bữa nay mình cũng hên lắm á. Trong ba lô hình như cũng còn hai cái áo mình chưa mở nè. Ô, nó lại ra thêm hai cái nón mới kìa. Để coi nón này là nón gì đây. Đầu tiên là cái nón giống như là nó cắm một... À, đây là cái nón chiến binh. Wow, nón Mohican ha. Nhìn chiến thiệt á chứ. Wow, được á. Một cái nón chiến binh hơi bị ngầu. Tiếp theo là cái nón. Cái nón này có nhiều sừng quá. 4 cái sừng luôn. Trời ơi. Ở giữa chén còn thêm 3 cái sừng nữa. Tổng cộng cái nón này có tới tận là 7 cái sừng. Sừng cắm đầy đầu luôn rồi. Đây là cái nón nhiều sừng nhất mà mình từng sở hữu luôn. Ôi, nhiều sừng quá không thích đâu. 1-2 cái được rồi. Đây, mình sẽ vẫn thích đổi cái nón sư tử nhìn cho nó ngầu hơn nha. Hình như là bữa nay biết mình có nhiều giáp mới hay sao á. Ủa, không biết mình mới xây cái chỗ để giáp hay sao á, cho toàn là giáp mới thôi. Đã thiệt sự ấy chứ, mình sẽ tranh thủ mình treo lên dần á. À, còn nhiều lắm, nói chung là thế giới kho báu chứa đầy rẫy những cái set đồ độc lạ mà chẳng qua là mình chưa đủ may mắn để sở hữu thôi. Để tiếp nối cái sự may mắn ngày hôm nay thì chắc mình sẽ làm thêm một chuyến nữa nha. Con ma này đi chỗ khác. Nhìn cái gì? Thấy người ta mở gai giáp xịn cái khoái nhìn. Rồi, biết ngay mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy thêm đá kho báu nè. Để chúng ta tiếp tục cái chặng đường nha.
Ồ, công thức lần này khá là dễ nè. Nó cần có vài thứ lặt vặt thôi. Lần này mình mong là sẽ đánh boss, bởi vì trời đang tối nè. Mình có thể kéo cả rồng theo để đánh tiếp mình, hoặc là rồng đuối thì mình sẽ thay cho Eternal vô chiến đấu ha. Có hai cách để chúng ta chiến đấu với boss lận nên cũng khá là thoải mái tâm lý. Còn bây giờ thì chắc mình lên đường luôn á. Ừ, tranh thủ lên đường, kẻo trời sáng là lại không có dùng được rồng. Lần này thì sao? Lần này là lại là thử thách tìm đồ à. Mình sẽ được may mắn nè. Nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ bị quýnh đau hơn, dễ bị bẫy cũng như là nhiều lòng spawn hơn hả? Đó, bây giờ mình may mắn cấp độ 2 rồi. Cái gì nó tìm tới đây luôn á. May mắn cấp 2 nha. Cơ hội để mình cày đồ đó. Mới vào đã có rương đánh đổi 15 trái tim rồi. Mà cái rương này muốn lấy được là hơi căng á. Mình phải đánh đổi trái tim theo nhiều lần mới lấy được. Cũng rất là nguy hiểm đấy. Bây giờ quái nó đều rất là mạnh rồi. Từ từ nha. Chắc chiêu mới được. Bất cẩn một giây thôi là chúng ta có thể mất trắng luôn ấy. Rồi tiếp tục đổi tim. Sau đó bay lên hồi phục ha. Đó, mình cẩn thận như vậy đó. Đừng ngầu mà đoạt mạng của mình. Mấy con zombie nhóc ác. A few moments later. Mới căn phòng đầu tiên thôi mà nó áp lực dữ người ta. Thôi kệ, mặc kệ áp lực á. Và cái rương này cho mình một cái rương kho báu và một cái totem. Ai cha cha, mới căn phòng đầu tiên thôi. Được đấy nhờ. Mà căn phòng này thì còn rất là nhiều rương giấu nữa. Quên mất, mình sẽ loot nốt luôn. Hiện tại thì mình chỉ còn thiếu mỗi găng nhện thôi là chưa có cái nào nè. Mình phải gắng kiếm nhện mình săn mới được. Có vẻ là răng nhện vẫn là một trong những món khá là khó tìm khi mà chúng ta nhận cái thử thách ha. Cái gì? Khối netherite. Thời mình tới. Xin luôn. Thơm thiệt. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại cái khối netherite trong những cái chỗ kho báu giống như vậy nè. Còn một khối nữa. Rồi luôn. Vào luôn. Mới thấy căn phòng mà nó cho mình tới tận hai khối netherite đó nha. Còn bên đây không? Bên đây còn không? Bên đây chỉ còn vàng thôi. Thôi kệ, lấy luôn. Còn giang hồ biển. À, này thì giang hồ biển. Giang hồ biển nè. Giang hồ biển nè. Mình mần thịt hết, mình không có tha cho bất kỳ con giang hồ biển nào đâu. Ủa, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng thì cũng có găng nhện thôi. Ôi trời ơi, giúp bỡ nổ. Mình được đúng một cái găng nhện thôi từ nãy tới giờ. Khó tìm thật á chứ. Cho thêm cái nữa đi, đủ chỉ tiêu luôn nào. Đủ KPI luôn. À không có rồi. Ở đây nó còn có cánh cửa nữa nè. Tiếc thế nhờ. Một xíu về mình phải làm thêm chìa khóa mới được. Có luôn cái cuộn giấy màu xanh rồi. Tự nhiên nhìn thấy mấy cánh cửa đó lại thèm vô quá. Mà hết chìa khóa mất rồi. Rồi, giờ thì cho nốt số đồ còn lại vào trong để chúng ta về nhà thôi. Còn thiếu gì không vậy? À, còn công dây chuyền. Sao không? Công việc đầu tiên sau khi trở về là mình sẽ làm cái chìa khóa liền ha. Để coi coi mình còn cluster không. À, mình còn 3 loại cluster khác nhau. Tốt, còn chìa khóa. Mình còn 4 mảnh. Phải 4. À không, còn có 2 thôi. Oh no. Vậy là phải làm thêm rồi. Làm thêm một cái key blank nhá. Rồi, có thêm một chìa khóa là đủ để chúng ta ghép lại thành ba cái chìa khóa khác nhau rồi nhá. Cho vô. Đầu tiên là chìa khóa màu tím mộng mơ nè. Cái này màu hồng chứ nhờ. Màu hồng đậm. Ok. Một chìa khóa màu hồng đậm. Một chìa khóa màu vàng. Và cuối cùng là một xanh lá ha. Giờ mình cũng khá là hạn chế về mảng chìa khóa, nhưng mà mong là chúng ta sẽ may mắn gặp lại những cái cánh cửa tương ứng. Còn bây giờ thì vẫn sẽ là chương trình mở rương, nhưng mà lần này mình sẽ dời rương qua đây đi. Tại vì bên đây nó đầy rồi, mình sẽ dời qua đây để chúng ta mở tiếp ha. Rồi, rương lần này sẽ cho mình một bát súp.
Quán súp này lâu lâu sẽ cho kinh nghiệm nè. Đúng rồi, cái này cho mình. Wow, quán súp kinh nghiệm ăn đã nha. Lâu lâu có mấy bát súp kinh nghiệm này cũng tiết kiệm được một phần nào burger của mình á. Rồi nó còn cho mình thêm một cái Seal of the Challenger. Ui, mình còn phải đánh bại boss Captain Buffy. Mình biết được tên cả boss luôn ha. Trời. Căng rồi. Thêm một vài mảnh giáp nè. Rồi hai mảnh kiếm các thứ ha. Nói chung thì cái rương thử thách lần này thì cũng được đi. Mặc dù mình cũng hơi ngán cái món burger nè, nhưng mà đây là nguồn duy nhất để mình có thể cày kinh nghiệm một cách thủ công nè. Nhưng mà có vẻ vẫn chưa đủ để chúng ta lên cấp 75 rồi. Phải chế tạo thêm một lần nữa rồi. Giờ mình đã lên cấp 73 rồi nè. Hai cấp nữa. Thông thường một cấp thì mình ăn cỡ một stack mấy mới lên được. Thôi xong rồi. Mình thấy là không đủ để chúng ta lên cấp 75 rồi. Hết sạch xanh xanh luôn. Giờ kiếm cái gì ăn để cho lên cấp, lên kinh nghiệm nữa ta. Mình còn cái gì ăn để lên kinh nghiệm không nhờ? Đúng rồi. Những cái gói này. Những cái gói vẫn có thể cho mình kinh nghiệm nha. Lên đi. Please. Nó không đủ. No. Còn 21 cái Pandora box. Kinh nghiệm. Ủa, mở cái Pandora box không cho kinh nghiệm hả? Ủa, sao mình nhớ mở cái này ra kinh nghiệm mà ta? Trời đất ơi. Cái này thì mình ăn không được. Bắt buộc phải đi thêm một chập nữa để chúng ta lấy kinh nghiệm rồi. Cày lên cấp 75 có vẻ khá là khó. Nhưng mà khoan, từ từ hẳn đi. Giờ thì mình muốn cùng Rồng đi xả stress cái đã. Chứ nãy giờ cày cấp cũng hơi áp lực rồi đó. Mình sẽ đưa Rồng đi tới một vùng đất mới một xíu ha. Để cùng nhau kiếm những cái địa điểm để chúng ta giải trí nè. Ôi chu cho mà ơi. Đây có vẻ là cái... Ủa đây là chỗ của Pharaoh mà. Đúng không vậy? Ồ không, đây là chỗ của mấy xác ướp. Số nhỏ hay sao ấy. Thiên thạch rơi bể nhà của mấy thanh niên xác ướp luôn. Chịu rồi, xui đến vậy thì chịu rồi. Còn bên đây là cái tượng gì đây? Sao dùng sa mạc này nhiều thứ bất ổn vậy? Đây là bức tượng gì nhờ? Để mình đào ra mình coi thử coi. Đây là bức tượng gì nhá. Đây là bức tượng của một chú chó. Ai là người xây ra bức tượng này ta? Xây rất là chi tiết luôn nha. Đây là một chú chó màu vàng cam. Có đường vào không nhờ? Mình nghĩ là sẽ có đường vào đấy. Hả? Không có đường vào à? Vậy mình tự mở đường vào đi. Ủa? Bên trong này đặt ruột luôn. Như vậy thì đây là một cái bức tượng đặt ruột hoàn toàn ha. Mình tư tưởng bên trong nó sẽ có tầng hầm hay các thứ đâu chứ. Nhưng không có ha. Đây là chỗ của... mấy cái xác ướp. Ồ, giấu khối ngọc lục bảo nè, mình xin luôn. Phía bên này là chỗ của Pharaoh hay sao nè. Mình thấy ở trên nó có cái thanh máu boss ấy. Chắc chắn là như vậy rồi. Không lệch đi đâu được. Chuẩn bị nha, chuẩn bị cho trận chiến với Pharaoh á. Dưới này thì... Pharaoh mà, được. Rồng, sử cưng. Đập căn cứ của bọn chúng. Đúng rồi. Rồng cắn hai cái chết một tên đệ tử của Pharaoh rồi. Sử nốt thanh niên này luôn. Rồng không đánh à? Ui, cho rồng không đánh thì thôi, để mình tự đánh cũng được. Ừ đúng rồi, tấn công đi. Mình với rồng cùng nhau tấn công ha. Hơi bị đã luôn. Thích không, giật điện thích không cưng. Rồi, vậy là chúng ta đã đánh bại được Pharaoh rồi. Rất là nhanh chóng ha. Rồi, công việc còn lại của mình là mình sẽ lấy hết số khoáng sản trong lăng mộ của Pharaoh thôi. Kể cả mấy cái trái táo vàng đâu nè. Khá là xịn đấy.
kế bên chỗ của Pharaon là một cái kim tự tháp ngoài tự nhiên luôn nè. Hợp lý. Để coi bây giờ mình đang có hiệu ứng may mắn nha. Mở kim tự tháp sẽ cho mình... Cho mình cái gì đây? Quạt ba tiêu à? À không, đây là một cái chùy. Nhìn cứ tưởng quạt ba tiêu không chứ. Cái áo này thì mới lút được rồi. Không lút nữa đâu. Thêm một cái găng tay. Wow. Bên này thì có cái đầu, một cái áo, một cái cung. Nói chung thì cũng được á. Cái kim tự tháp cho đồ gì cũng tương đối ok rồi. Không biết là cái găng tay này mình đeo vô được không nhờ. Găng tay là... Wow, coi nè. Ui, găng tay này mạnh nè. Găng tay này mình đấm bằng hai tay được luôn nha. Wow, mình đấm bằng tay trái, tay phải đều được. Đỉnh, 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 đỉnh. Cú đấm sấm sét. Trời. Đấm nhanh cực. Giờ giống như mình võ sĩ đấm bốc vậy á. Nè, mình có thể đấm bằng cả hai tay ha. Mà cực kỳ mạnh hơn chứ. Zombie hả? Quýnh cho zombie lên bờ xuống ruộng luôn. Combo. Nó đấm bằng hai tay một lượt. Nhện nè. Đấm nhện luôn. Còn về cái vũ khí này thì sao? Cái này nhìn giống quạt ba tiêu nè. Cái này đánh thì khá là chậm á. Nhưng mà được cái là sát thương của nó khá là to. Anh khổng lồ một mắt kìa. Ăn Reaper hả? Đợi mình xíu mình qua mình dằn mặt mình đấm á. Cho anh một mắt này nâu mắt luôn. Đấm nâu mắt luôn. Vô. Đấm nâu mắt luôn. Vô. Đấm nè. Cú đấm sấm sét. Đấm cho nâu mắt luôn. Ăn không? Thích ăn không? Đấm cho nâu mắt. Giỡn mặt. Giỡn mặt hôm bữa cạp ai. Cú đấm sấm sét. Cứ bỡ lên hoài mình không cho bỡ đâu. Bỡ nữa. Bỡ thì tôi nhảy xuống. Này thì anh một mắt. Đấm nâu mắt anh một mắt liền. Bữa nay là mình mới mặc bộ đồ sư tử nên hơi bị hung dữ á nha. Đừng có đùa. Ok. Dù sao thì chúng ta vẫn phải đối mặt với sự thật là cần phải đi săn câu báo thêm một lần nữa để đạt cấp độ 75 và học được một trong những kỹ năng xịn sò ở phía trên này ha. Chắc ý trời rồi. Thôi thì bây giờ tranh thủ trời còn tối cả, mình sẽ đi khám phá thêm một lần nữa. Với hy vọng là chúng ta sẽ có dịp đánh boss rồi cho rồng đánh chung với mình ha. Còn bây giờ thì đi thôi. Lần này đánh boss thiệt nè. Và nó cho mình hồi phục với cả là giảm sát thương. Trên này là cái cánh cửa màu xanh lá cây. Và mình cũng có một cái chìa khóa màu xanh lá cây luôn. Hợp lý. Để xem. Lần này còn có quái canh giữ nữa. Đi ra chỗ khác. Gì đây? Cái gì nổ đùng đùng đây? What the heck? Sao nổ đùng đùng ghê vậy? Ui ghê quá. Vô loot cái căn phòng này cho đỡ ghê mới được. Và công việc đầu tiên vẫn là mình sẽ quét sạch hết mấy cái quặng trước ha. Bỏ ổn. Mất cái chìa khóa mới vô đây được á. Loot cho kỹ một xíu ha. Rồi, loot là hơi bị có tâm luôn á. Và cái rương sẽ cho mình một trái táo màu tím. Cho mình tốc độ cấp độ 5 lần hả? Wow, cái trái này một xíu chắc mình ăn vô mình đánh boss hợp lý nè. Giữ lại luôn. Một cuốn sách hiệu suất sách bén đâu nè. Mấy thứ còn lại thì không có quá là giá trị cho lắm á. Còn cái rương ở trên thì sao? Hy vọng cái rương ở trên sẽ khá hơn tí nha. Rương ở trên thì... Oh no. Có đúng một cái quần ơi. Cái quần là xịn, còn mấy cái khác thì cũng được thôi ha. Tranh thủ lượm luôn cái chuông. Bỏ ổn. Lâu mấy căn phòng ưa có chuông á, mình lượm nó luôn. Gì đây? 153 cấp. Ôi, thôi xong rồi. Mình ấn nhầm vô đây luôn rồi. Lại bịp tiếp rồi. Tự nhiên hồi nãy mũi chích vô ngón tay cái nó giật cái ấn luôn. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Kế bên phiên đá thứ 3 là phiên đá thứ 4 luôn. Vậy là chúng ta có nên đánh boss liền không? Mình cũng nôn đánh boss lắm rồi. Để lâu lại nguy hiểm. Thôi thì chúng ta xúc boss lẹ rồi còn về nhà nâng cấp các thứ ha. Để mình chuẩn bị đồ đạc các thứ đã. Mình sẽ ăn trái táo hồi nãy mình mới nhặt được nè. Nó cho mình tốc độ cực kỳ cao luôn.
rồi ăn thêm mấy trái táo để tăng trái tim hấp thụ. Và công việc còn lại là mình sẽ cho Eternal ra để tăng cơ một xíu ha, trước khi mình đưa rồng ra. Rồi, kế hoạch của mình là như vậy. Còn bây giờ thì thực hành luôn thôi. Triệu hồi Eternal, triệu hồi boss ra. Kêu rồng, kêu rồng ra. Cắn, cắn đi rồng. Ê, Eternal lại đánh rồng của mình kìa. Các bạn thấy Eternal kỳ cục không? Đánh đi rồng. Cố lên. Ủa sao có một mình đánh vậy? Trời đất ơi, rốt cuộc mình kêu Eternal, kêu rồng ra cho đã, rốt cuộc cũng có một mình đánh à. Ok. Thôi thua. Làm mình cất công. Hồi sinh cho đã. Hư lắm nha, Eternal hư lắm luôn á. May mà mình bắt rồng lại kịp, không là rồng mình chắc cũng đi nữa rồi. Trước khi mở rương thì để mình coi coi rồng mình hồi nãy mất bao nhiêu máu ta. Hồi nãy mình thấy cũng bị Eternal chặt dữ lắm. Chắc cũng tốn nửa cây máu đây. Ồ, tốn 100 máu luôn. Tội nghiệp không? Hên là mình có cho ăn. À không, hên là mình có mặc giáp full đó. Không là hồi nãy chắc bị Eternal của mình lấy mạng luôn rồi. May thì chứ. Rồi, giờ thì tiếp tục chuyên mục mở rương đó. Ôi, vậy là chúng ta đã được phân nửa bức tường làm bằng những cái thùng rương boss rồi đó. Gán lên, mình sẽ đặt mục tiêu là full một bức tường bằng cái rương boss đó. Và rương boss lần này thì chỉ cho mình rìu thôi hả? Ồ, một cái rìu, hai cái rìu lận, một cái quần, hết rồi. Nhưng mà được cái là chiến này chúng ta đã đủ chỉ tiêu để có thể học được những cái kỹ năng xịn sò ở phía trên này rồi ha. Cái này chắc mình phải nghiên cứu lại coi cái nào tốt nhất rồi chúng ta sẽ chọn ha. Nhưng mà ở cấp độ hiện tại thì mình có thể nâng cái... Đâu rồi ta? Treasure Hunter, thợ săn kho báu của mình lên cấp độ 2 rồi nè. Ồ, nó cần tới 8 lần đó nha. Nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ may mắn hơn và có nhiều đồ xịn hơn thì... Mình nghĩ nó sẽ rất là xứng đáng. Mình sẽ nâng trước cái kỹ năng thợ săn kho báu đây. Và để tạo điểm nhấn cho cuối buổi khám phá ngày hôm nay, chúng ta sẽ thử mở cái quần này nha. Để coi coi nó có ra cái quần gì lạ lạ hay không, biết đâu bất ngờ. Cái quần này cấp độ epic luôn. Mặc dù nó bị trùng đó nhưng mà cấp độ của nó khá là tốt này. Mình nghĩ là mình nên giữ lại nó đi. Wow, cuối ngày có vẻ khá là may mắn á. Nói chung thì hôm nay quả thật là một ngày cực kỳ tuyệt vời của mình. Vừa có được bộ giáp sư tử cực kỳ ngầu, vừa mở ra được nhiều đồ nè và săn được nhiều kho báu nữa. Đồng thời thì trong tương lai chúng ta còn sắp nâng được những kỹ năng xịn sò hơn để đương đầu với boss cơ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm chọn ra được một kỹ năng phù hợp trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi khám phá ngày hôm nay. Hy vọng là những chuyến khám phá sau thì chúng ta vẫn sẽ may mắn giống như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.